you <laughs> Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Máy bay giấy. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các bạn gấp một chiếc máy bay giấy mới nhìn rất là ngầu và bay rất là xa. Chiếc máy bay giấy này thì được gấp làm thành hai phần. Phần đầu tiên là gấp chiếc máy bay giấy hoàn chỉnh và phần thứ hai là làm cho nó nhìn ngầu. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ gấp tờ giấy làm đôi như thế này. Khi các bạn gấp tờ giấy làm đôi thì các bạn cần phải tinh chỉnh thật kỹ để gấp cái đường trung tâm nó thẳng. Sau khi các bạn đã có được đường trung tâm thì các bạn bắt đầu từ cái phần ở phía trên gấp vào đường trung tâm. Các bạn cần phải tinh chỉnh cái tờ giấy một cách cẩn thận nhé. Sau khi các bạn đã gấp được bên trái thì các bạn sẽ làm y như vậy cho phần bên phải. Nếu mà nó chệch thì các bạn có thể chỉnh lại một chút xíu giống như anh đang làm đây tại vì anh gấp quá sâu vào trong khi các bạn gấp quá sâu vào trong đó, thì nó sẽ không có một cái khoảng trống để các bạn gấp cái phần còn lại và bạn sẽ gấp cái phần phần bên còn lại nó sẽ không được thẳng và đều cho nên các bạn cần phải tinh chỉnh sau khi hai phần đã bằng nhau rồi thì các bạn có thể gấp nó lại làm đôi như thế này anh sẽ bắt đầu từ cái phần à, phía trên này anh sẽ kéo xuống để cho nó thẳng các bạn gấp cái đường trung tâm lại một lần nữa Bước kế tiếp thì mình bắt đầu từ cái cạnh bên này mình gấp lên trên, mình sẽ gấp song song với cái phần ở phía trên đấy, để tạo thành một cái giống như là cái nón ha. À, các bạn thấy đây. Sau khi đã gấp xong được cái phần bên này, thì sẽ lật tờ giấy ngược lại và cái phần bên này anh cũng sẽ làm y như vậy, gấp nó lên trên để nó đụng với cái phần tam giác ở phía trên sau khi các bạn đã được tờ giấy gấp trong như thế này thì các bạn có thể mở tờ giấy ra và nó sẽ à, bắt đầu từ phần cánh. Các bạn gấp cái phần cánh vào trong cũng giống như là các bạn gấp chiếc máy bay giấy bình thường mà mình hay gấp ở nhà đấy. Nhưng mà mình phóng ra ngoài đó là một trong những cái máy bay giấy căn bản. Sau khi các bạn đã gấp thì các bạn có thể bẻ cái phần đầu nhọn ra ngoài. Các bạn sẽ làm y như vậy cho cái phần à, còn lại. Các bạn gấp nó vào trong và các bạn bẻ cái phần À, bánh nhỏ này, cái 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 phần tam giác nhỏ này ra ngoài. Đó thì các bạn đã được uh, hai cái phần tam giác nhỏ. Mục đích mình làm như vậy là tại vì mình muốn làm cái phần đầu nhọn của chiếc máy bay. Ha. giờ khi các bạn đã gấp xong rồi thì anh sẽ gấp cái phần ở phía trên này xuống, xuống một chút. Anh sẽ chỉnh nó xuống một chút xíu. Các bạn thấy nó không? Anh sẽ gấp nó ngược lại như thế này, anh sẽ gấp nó vào. sau đó sẽ kiểm tra coi nó nhìn có đúng hay không, có đẹp hay không, có chắc chắn chưa. Anh à, sẽ để từ giấy xuống và bắt đầu từ cái phần cảm bên sẽ gấp vào trong. Các bạn phần phải chấp nó từ từ ngay cái vòng bẻ nó nhẹ nhẹ vào trong để nó nó nó, nó loại hai cái hai cái uh, hai cái sừng ra ngoài. Nó thì khá là khó bởi vì uh, cái phần ở phía trong mình không có nhìn thấy được cho nên mình chỉ có thể uống uốn cái tay thôi mình sẽ uống cái tay. Anh phải cầm lên và anh để xuống anh phải gấp cái phần này vào trước để cho nó một cái à, nó có một cái nếp gấp sẵn thì như vậy anh sẽ gấp cái phần vào trong dễ hơn. Và sau khi anh đã làm bên trái xong thì anh sẽ làm bên phải như vậy anh sẽ gấp từ giấy vào trong để tạo cái nếp gấp sẵn. Để cái bước kế tiếp nó dễ dàng hơn. Rồi, bây giờ mình đã có cái nếp gấp sẵn thì nó sẽ dễ hơn, mình sẽ gấp tờ giấy à, xuống mình tinh chỉnh nó là một chút. Rồi mình sẽ làm y như cái bước đầu tiên mà lúc mà anh làm đầu tiên mà nó quá khó đấy Nên sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách làm Đó bây giờ mình đã gấp được đường vào trong Mình gấp bên này xong thì mình gấp phần bên kia cũng y như vậy thôi không? Thấy không? Khi mà mình gấp cái phần sừng á Nó sẽ giúp cho mình có một cái độ cứng để giữ cái phần gấp này vào trong rồi nếu không khi mà các bạn gấp một cái tờ cái máy bay bình thường mà các bạn gấp cái cánh vào trong như thế này á để cho cái phần đầu nó nặng hơn để cho máy bay nó bay xa hơn nhưng mà nó sẽ không có uh, nó sẽ không có được như vậy nó sẽ không được đẹp và nó cũng chả bay xa luôn bây giờ mình đã gấp được cái phần đầu rồi cái đầu này nhìn rất là ngầu thì mình sẽ gấp tờ giấy làm đôi khi các bạn gấp cái tờ giấy làm đôi thì các bạn gấp từ từ nhá rồi, bây giờ đã gấp được làm đôi thì mình sẽ gấp cái phần cánh xuống, các bạn cần gấp nó à, phần cánh xuống để cái phần ở phía sau thì nó sẽ cao hơn cái phần phía trước một chút để tạo cái lực nâng. Như thế này đây. À, các bạn lật tờ giấy lại và dùng cái phần cánh hồi nãy mình gấp để làm một cái à, cái à, cái gọi là preference. Sau khi mình đã có một cái à, cái cái hình tham khảo rồi á thì mình có thể gấp cái phần cánh còn lại rất là dễ dàng bây giờ các bạn đã xong chiếc máy bay giấy rồi các bạn có thể phóng nó thử nhé các bạn à, có thể phóng nó thử ngay bây giờ luôn các bạn không cần phải chờ gì hết à, nhưng mà nếu mà các bạn muốn nhìn nó ngầu hơn và bay xa hơn nữa thì các bạn có thể làm bước kế tiếp nếu mà các bạn muốn làm xa hơn thì các bạn cần làm bước kế tiếp như anh sẽ hướng dẫn cái phần sau này đây à, mà nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể phóng nó lượng bây giờ được rồi đấy thì để làm phần kế tiếp thì anh cần phải gấp cái phần đầu nhọn này lên để tạo thành hai cái cái sừng nó đẩy ra trước thì các bạn thấy không khi mà anh đã gấp nó thử như vậy nó dễ ngầu rồi thì anh sẽ để làm cái sừng thì mình cần phải phu hay là mình cần phải gấp cái tờ giấy ngược lại các bạn mở ra và gấp tờ giấy ngược lại để tạo thành cái phần sừng các bạn làm bên trái xong rồi các bạn làm y như bên phải thôi rất là đơn giản thì mình làm cái sừng của chiếc máy bay để cho nó nhìn vừa ngầu và nó vừa giúp chiếc máy bay dễ bay xa nó tạo cái phần đầu nặng hơn một chút nếu mà các bạn coi phim Dragon Ball Z hay là bảy viên ngọc rồng đó, thì các bạn cũng biết là cái cái sừng đầu dữ của cái thằng uh, Freezer ha thì lúc mà nó cấp độ 2 cũng ngầu như thế này đây đó.